làm cho anh Huỳnh tham gia cùng anh được. Chờ em đêm vắng vai cô đơn ngõ hồ hương ngập lối. Đẹp trai mà hát hay anh em ạ. Cái số 3 đúng không anh? Số 3 nó là echo không. Tức là bác thích trải nghiệm cái kiểu hát echo không thì bác chơi. Bây giờ tiếp theo cái phân khúc nó khó hơn cái là số 4 này. Số 4 là khó hơn. Nó khó, tức là nó vẫn có echo, vẫn có gì vật nhưng mà cái kiểu nó ngắn hơn. Nó ngắn hơn, tức là nó đòi hỏi anh em phải luyến láy. Tiếp tục đi anh, hôm nay là live show của anh rồi. Hôm nay là anh Huỳnh và những kiểu cấu hình ba. Hóa trinh nữ anh. Được. Cứ chạy lâu, cứ chạy đây. Bác Huỳnh vỡ mộng với loa súp rồi. Bác thử quả 50 cho bác đánh nhưng mà bác khóc hết luôn, rung hết nhà. Đây là cấu hình là hát hơi khó. Hoa nhớ người yêu rất xa.
nhân ngóng đời chỉ một tài chính nữ thôi. Em thấy anh hát cái kiểu gì vợt không khéo đấy, hay đấy anh Huỳnh, nó lạ lạ hay lạ, làm lại cái chỗ căn bản nó lạ nên mình có hứng hát hơn. Ừ, quay lại chế độ đấy nhá. Thử quay lại chế độ đấy xem nào. Vẫn đang nhạc này đúng không? Anh em nghe xem anh Huỳnh hát kiểu chế độ chỉ có gì vợt không nhá. Volume echo đã giảm đến không rồi, còn mỗi gì vợt thôi. Nghe rất là ảo. Là chế độ chỉ có gì vợt không? Không phải là vui mộng ước hận bình thường, như một loài hoa trên vùng đá sỏi muộn phiền. Loài hoa công thường trong sắc màu, như loài hoa minh hẹn lá thơ ngày. Ta không chơi lại cái đầu tiên ấy. Thì cái cấu hình này là em có tăng vợt lên và em có tăng một vài cái hỗ trợ của delay và cái độ dây của con vợt này ra để anh có thể là một mình chơi bằng vợt thôi, anh không cần echo. Cảm giác hát nó lạ lạ hơn một chút anh em ạ. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay vào cái chế độ dễ hát nhất là số 1. Đó, tức là nó sẽ hỗ trợ đầy đủ. Nó là sự kết hợp cả echo cả dì vợt và chế độ nịnh hát dễ nhất. Anh em nghe nhá, dễ hát nhất này. Yêu nhau tuổi thơ ngây, tôi biết bài thơ tặng người. Hát quá hay luôn, em rất thích anh Huỳnh hát bài này. Thở sai tôi ra bao.
không nhá. Để anh hát lời hai xem nó có khác không. Thơ sai tôi ra bán bằng thơ sai, tôi bán thơ mua những dòng cay. Cảm giác nó rất là thật đấy nhỉ bạn, nó thật tiếng hay lắm. Quay một cái clip nó khá chi tiết cho một bác khách thì cũng ở gần nhà, và anh cũng lấy tất cả những cái sản phẩm từ hồi đẩy hai kênh mà lên đẩy bốn kênh rồi lên một đôi hai đôi loa đó. Thì ở đây cái cấu hình đó là em chỉnh theo con nâng tiếng này, là anh em để thẳng hết này đó. Khi mà muốn nghe nhạc thì anh em muốn vặn kiểu gì, anh em vặn đến lúc anh em hát thì anh em vặn về giữa cho em đấy. Thì là đây là một cấu hình ghép kiểu này thì mình vừa nghe vừa hát được, chỉ còn vang số rất là tiện nhá. Còn con vang số này thì em có cài sẵn là 4 chế độ. Cái số đầu tiên ấy, nó là chế độ ai đến cũng hát được này, số 1. Số 2 là chế độ chỉ có gì vợt. Số 3 là chỉ có echo. Và số 4 là cho người hát tốt hơn một chút. Những người hát tốt đấy thì hát số 4. Còn những cái 5, 6, 7 là không có gì đó. Thì đây là lần thứ mấy chị? Thứ hai đúng không? Khi mà anh Huỳnh đã rất là đam mê và rất là khó chịu khi chưa có súp, thì em Thành đã thử là gì? Là chiều lòng anh là lắp thêm một con súp 50 đấy, xem nào đánh nó như thế nào. Thì thực ra nhích nhẹ một cái đúng không? Cái cảm giác không chịu nổi đúng không? Cái thứ nhất là nhà mình không gian không phải là bé đâu, nhưng nhà mình có cái gì? Có cái cửa kim loại này nó kêu. Đó, rồi những cái thiết bị ở trong nhà đúng không anh, cái cảm giác là không thể chịu được đúng không, nó tức ngực mà nó khó chịu đúng không đấy. Và cuối cùng là anh Huỳnh quyết định thôi từ bỏ cái đam mê về súp đó. Thực ra 4 quả loa này với anh nó đang quá mạnh, vì em đánh nó chỉ được khoảng cỡ 50%, có 50% công lực của cái bộ này thôi đấy, mà anh đã cảm giác nó rất là lớn rồi. Còn ở đây là em tùy biến, là ở con này nó có một con điều khiển đấy,
Anh có to nhỏ theo ý của bác muốn làm gì bác làm. Đấy, còn ở đây là chế độ chống hú rít, thì với những con vang này thì thực sự là nó không bị bao giờ bị hú rít. Còn ấy, cái trường hợp anh em mà dùng ấy, mà cầm cái mic này ấy, mà dúi vào loa ấy, thì em nói luôn là ấy, chỉ có những người không biết gì mới cầm mic đi dúi vào loa và nó bị rít. Đấy. Chứ còn nếu mà những anh em mà đã quen đấy thì họ có cái cách cầm mic và cách hát nó khác, đúng không ạ? Đó thì cái livestream và cái clip này nó khá là dài, anh em có thể qua cái clip này cảm nhận lắp một con vang số nó rất là lòng ngoằng mà nó mất thời gian. Vì anh Huỳnh là không thích nghịch, chỉ thích hát luôn, đúng không? Anh Huỳnh khéo mà để thả cửa hát từ trưa đến tối được nhỉ? Có được không? Rồi, ok nhé, hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.